Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Thuyền nâu thiên kiếm mình, sức mạnh của đại trận tích tụ ở đó mà không phát ra, ta nhìn ra được gì chứ? Trước đây huynh không nói ở hư không địa đại có nhiều khai thiên cảnh như vậy. Sư muội yên tâm, ta tự có sắp xếp, chỉ cần chúng ta chủ động đạn ra tay, chắc chắn là có thể khởi động được đại trận này. Huynh sắp xếp được là tốt nhất. Không biết Khổng Minh Chủ muốn ai ra đánh tiên phong? Cục diện bây giờ trăm nhà liên thủ trông có vẻ mạnh, nhưng thực ra lại chỉ như hạt cát, chẳng ai muốn đi tiên phong. Khổng Minh Chủ, vừa lấy điện chủ Thanh Hà Điện truyền tin tới, gọi lão đây về bàn đại sự. Vậy lão đây xin cáo từ trước. Muốn đi chuẩn bị đại chiến, lão cẩu này lại định bỏ trốn làm loạn lòng quần, bổn Minh Chủ giết để thị uy, mong chư vị lấy đó làm gương. Trưởng lão của Thanh Hà Điện các ngươi lâm trận bỏ trốn, nghiệp của các ngươi cũng nên để các ngươi trả mới phải. Sẽ để các ngươi lên đánh đầu tiên. Loan sư muội, mọi chuyện đều nhờ muội hết. Yên tâm, đại trận này của hắn không biến đổi thì thôi, nhưng nếu có gì biến đổi không qua được mắt của ta đâu. Trong mê trận có người vào rồi. Nếu chúng ta bị chúng phát hiện, có khi nào sẽ bị chúng ăn mất hay không? Yên tâm, chúng không tìm thấy chúng ta đâu. Dương tiểu tử nói rồi, phải tới lúc then chốt mới phát huy tác dụng, không dễ bị lộ đâu. Hóa ra ta là vũ khí bí mật à? Được, ta sẽ đợi ở đây. Sao lại như vậy? Sư muội đã nhìn ra được gì chưa? Hư không địa chết giết người xong còn đem đầu người trả lại, đây là khiêu chiến, làm sao nhịn được? Thời gian ngắn quá, ta cần ít nhất là một nén hương mới nhìn hết được đại trận này. Cho ngươi con mắt nhìn thì tự mà cảm nhận đi. Khổng Minh Chủ, ta nguyện dẫn đệ tử của Thiên Nhai vào trận bắt tiểu tặc Dương Khải, xin Khổng Minh Chủ ân chuẩn. Nếu Hồng Lão đã có lòng thì sao ta lại không thành toàn? Lần này không cần giết địch, chỉ cần làm cho đại trận biến đổi, Loan Ngục Trưởng sẽ tự tìm cách phá trận, các ngươi cứ giữ tính mạng là được. Đa tạ Khổng Minh Chủ quan tâm. Nói thì dễ nghe, còn không phải là đem mạng ra cho Loan Bạch Phượng tranh thủ nhìn trận nhãn hay sao? Còn ai muốn đi cùng lão phu hãy đứng ra đây. Nếu chết oan uổng, nếu chết uổng phí thì ta không thèm làm, kiểu gì cũng phải kéo theo vài tên làm đệm lưng, tính thêm cả Kim Hồng Châu ta nữa, cả Sâm La làm ta. Có Thích Huỳnh và Lăng Huynh giúp đỡ là ta yên tâm rồi. Sớm nghe nói địch của Dương Khai có nhiều, không ngờ đến Kim Hồng Châu và Sâm Na Đàm hắn cũng chọc vào, hay lắm. Nhờ chư vị gắng khuấy động làm cho đại trận biến hóa, chỉ cần kéo dài một nén hương, Loan Ngục Trưởng tự sẽ phá trận. Nếu hôm nay phá được đại trận, chư vị sẽ là công thần, bọn ta sẽ không phụ lại sự ủy thác của Khổng Minh Chủ. Hư không địa, Phạm trưởng lão, giờ ngươi là ngũ phẩm khai thiên, chỉ bằng nhân lúc này hành động cho giãn gân cốt. Thuộc hạ cũng có ý này. Số lượng kẻ địch hơi nhiều, các ngươi đều là nhân tài quý giá của hư không địa, mất đi người nào cũng là tổn thất lớn. Các ngươi nhất định là phải cẩn thận, tuyệt đối không được hành động khinh suất. Tông chủ yên tâm, bọn ta nhất định là sẽ quay về đầy đủ.